Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết dự và trao quyết định. Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Phạm Mạnh Hùng, Thư ký Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, kiêm trưởng phòng tổng hợp văn phòng Thành ủy, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Thành ủy, thời hạn 5 năm. Ông Phạm Mạnh Hùng sinh năm 1985, quê huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, trình độ chuyên môn, thạc sĩ dân tộc học, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trong suốt quá trình công tác, ông Hùng đã có nhiều đóng góp trong công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy. Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng và khẳng định đây là sự ghi nhận của Ban Thường vụ Thành ủy đối với cá nhân ông Phạm Mạnh Hùng trong quá trình công tác. Mong muốn ông Hùng trong vị trí mới tiếp tục học hỏi, trau dồi, phát huy năng lực, cùng với tập thể xây dựng đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.